Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 6. Phía Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 40 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Thủ đô Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ.